chồng ơi, cứ như thế này thì chẳng biết bao giờ vợ chồng mình mới thoát khỏi cái cảnh một túp lều tranh hai trái tim vàng mất. Thì biết làm sao nữa, vợ chồng mình sinh ra ở làng quê này, học hành chả đến nơi đến chốn, chỉ biết bám trụ một cái lúa để lên thôi em ạ. Suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thế này, em thấy ông trời bất công với chúng ta quá anh ạ. Thôi, cố gắng em ạ. Nốt vụ này mà được mùa ấy, anh mua một cặp bò để làm giống em nhé. Mình cùng nhau thoát nghèo. Em tin chồng, mình cùng nhau cố gắng thoát nghèo anh nhé. Ô tô của ai thế nhở? Người ta vào nhà mình kìa. Ai vậy nhở? Hình như là chú Tân, con nhà ông An thì phải. À, đúng chú Tân rồi. Chú Tân qua nhà mình chơi đấy mà. Mau, ra đón chú ấy đi em. Mau lên. Chú Tân mới về đấy à? Dạ vâng, em chào anh chị ạ. Lâu lắm rồi em mới có thời gian về thăm quê hương đấy ạ. Em có chút quà, em biếu anh chị ạ. Ui giời, cái chú này về quê thăm anh chị là anh chị mừng lắm rồi, lại còn quà tới cáp nữa. Đây chỉ là chút quà nhỏ, anh chị nhận cho em vui ạ. Ừ, quý hóa quá. Thế anh chị xin nhá. Mà thôi, vào trong nhà uống nước, nói chuyện với anh chị nhá. Đi. Dạ vâng ạ, vâng. Chú uống nước đi. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Anh chị dạo này vẫn khỏe chứ ạ? Anh chị vẫn khỏe. Em về quê, thấy mọi người vẫn khỏe là em vui rồi. Người ta bảo rồi, có sức khỏe là có tất cả mà. Ui, đấy là người ta nói thế. Chứ chú nhìn anh chị này, có sức khỏe nhưng mà nhà vẫn nghèo. Làm lúc vất vả mà cái nghèo vẫn đeo bám chú ạ. Em cũng xuất thân từ nhà quê mà ra, nên em hiểu mà. À, mà công ty của chú trên thành phố vẫn phát triển mạnh chứ? Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Công ty của em vẫn đang phát triển tốt ạ. Đấy, anh nhìn xem, chú Tân giỏi thật đấy. Còn trẻ mà đã là chủ tịch một tập đoàn lớn rồi. Hay là vợ chồng mình xin vào công ty chú ấy làm đi. Kìa em, người ta bây giờ vào công ty phải có bằng đại học này nọ thì mới vào làm được chứ. Ừ, chồng em nói đúng đấy. Thôi, thế thì vợ chồng mình cứ trông chờ vào mấy xảo ruộng vậy. Chị Huyền này, mình không làm việc này thì mình có thể làm việc khác mà. Không nhất thiết là cứ phải làm việc văn phòng đâu ạ. Ừ nhở, chú nói cũng đúng đấy. Giờ mà bảo chị làm văn phòng ấy, chắc chị không ngồi yên được luôn ý. Đấy, em cứ làm như người ta nhận em vào làm dễ lắm ấy. Thì cứ coi như tôi đang mơ đi, có ai đánh thuế giấc mơ đâu. Đúng là anh chị vẫn vui tươi như ngày xưa nhỉ. Thực ra lần này về đây ấy, này có chuyện muốn nói với anh chị. Thế có chuyện gì thế hả chú? Nghe chú nói có vẻ nghiêm trọng thế. Chị không cần phải lo đâu. Em thấy anh chị cũng khó khăn, suốt ngày phải làm mấy công việc chân lấm tay bùn, nên em muốn giúp đỡ anh chị phát triển kinh tế gia đình ạ. Anh ơi, em có đang nằm mơ không? Anh tát em một cái đi. Chú vừa bảo là muốn giúp anh chị vượt qua khó khăn phải không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Đợt này em đang muốn phát triển bằng kinh doanh nhà hàng. Một mình em ấy thì làm công sở, nên em muốn anh chị giúp em quản lý nhà hàng ạ. Chú tốt với anh chị quá. Anh chị cảm ơn chú. Anh chị biết ơn chú nhiều lắm. Anh chị đừng nói như vậy. Em mới là người phải cảm ơn anh chị đấy ạ. Ngày xưa khi còn ở quê, anh chị đã giúp đỡ em rất nhiều. Nhưng mà chú giao cho anh chị việc quản lý như thế, anh chị đã quản lý bao giờ đâu mà biết làm. Anh yên tâm đi, thời gian đầu ấy, em sẽ cho nhân viên của em đến giúp đỡ anh chị. Thôi được rồi, anh sẽ cố gắng. Đúng đấy, anh chị sẽ không để chú phải thất vọng đâu. Dạ vâng ạ. Mà thôi, chú ở đây ăn cơm với anh chị, anh ra làm thịt con gà, anh em mình nhậu,
Lâu lắm rồi không ngồi với nhau rồi. Dạ vâng. Chú uống nước đi. Dạ vâng ạ. Hôm nay ý, em sẽ đi mua cả thế giới về nhà. Vợ chồng mình chả thiếu gì ngoài tiền. Em cứ mua sắm thoải con gà mái đi nhá. Mệt bồ nhá. Anh chị ơi, cái thằng này. Anh chị làm ơn làm phước cho em xin ít tiền. Mấy ngày rồi em chưa ăn gì, em đói quá ạ. Cái thằng ăn xin hôi hám bẩn thỉu này, ai cho mày dám đập vào người tao hả? Mày có biết bộ quần áo này tao mua bao nhiêu tiền không? Em xin lỗi chị ạ. Em không cố ý đâu ạ. Mong anh chị giúp em. Em sẽ ghi nhớ ơn anh chị suốt đời ạ. Này, mấy cái thằng giả nghèo giả khổ như chúng mày ấy, chỉ lừa được mấy đứa ngu để mà xin tiền thôi. Làm sao mà lừa được chúng tao? Anh nhở? Chả thế thì sao? Anh chị đừng nói như vậy. Tội nghiệp cho em ạ. Chân em thì bị tật, nhà em thì... Thôi mày im mẹ mồm mày đi. Mày mà nói câu nữa, tao tát cho mày một phát, đầu quay như đĩa hát bây giờ. Bọn tao có thừa tiền thì bọn tao cũng đắp vào bản thân bọn tao thôi. Việc gì phải cho cái thằng rẻ rách như mày, hiểu chưa? Anh thật quá đáng mà. Thôi anh, đừng có nhiều lời với cái loại nghèo hèn này nữa. Mình đi mua sắm nhá. Ok, mình đi thôi vợ yêu. Dạ. Hình như anh đang đói đúng không? Tôi có chút đồ ăn vừa mới nấu xong, vẫn còn nóng hổi và thơm lắm. Anh ăn đi cho đỡ đói. Nhưng mà... Không nhưng gì hết. Anh không phải sợ, cứ ăn đi. Tôi không lấy tiền của anh đâu. Tôi cảm ơn chị ạ. Anh ăn đi. Ăn rồi thì uống đi, không nghẹn đấy. Tôi cảm ơn chị ạ. Mày tưởng bọn tao cho mày uống thật à? Đừng có mơ. Cái thằng rẻ rách bẩn thỉu này, lại là mày à? Mày đến đây làm gì? Có phải lúc nãy tao không cho mày tiền nên mày đến nhà hàng của tao để đuổi khách của tao đúng không? Không, tôi không nghe cái đó đâu ạ. Chỉ là tôi đói quá nên mới vào chút đồ ăn thừa thôi ạ. Tôi không có ý gì đâu ạ. Mày còn cãi à? Cái loại rẻ rách bẩn thỉu như mày bước vào quán của tao thì khách làm sao dám vào nữa. Mày có tin tao bảo chồng tao đánh cho mày một trận vô tử không? Đúng rồi đấy. Giờ mày mà không biến khỏi đây, tao cho mày không còn chân tay mà ăn xin nữa đâu. Kìa anh chị, cậu ấy bị khuyết tật nên mới phải đi ăn xin. Thôi anh chị coi như là làm ơn làm phước cho cậu ấy đi ạ. Mày im mồm ngay. Mày chỉ là một con nhân viên thì biết cái gì mà nói. Cút vào trong cho tao. À,
tôi xin lỗi anh chị ạ. Tôi đi ngay ạ. Khoan đã. Mày vừa ăn đồ ăn của tao đúng không? Dạ vâng ạ. Nãy chị kia có cho tôi một chút đồ ăn ạ. Thế à? Thế thì mày phải trả tiền chỗ thức ăn vừa rồi cho tao. Nhà tao không thừa thức ăn để cho cái loại như mày đâu. Thà tao cho chó cho tao ăn còn hơn là cho cái loại như mày. Tôi xin chị ạ. Thật sự tôi không có tiền đâu ạ. Chỉ là đói quá nên tôi mới phải làm liều thôi ạ. Tao không cần biết. Mày ăn thì mày phải trả tiền. Hay là bố mẹ mày cũng bất hèn vô dụng nên không ra được mày đúng không? Chị nói tôi sao cũng được. Nhưng mà đừng bao giờ đụng đến bố mẹ tôi. Tao thích đụng đấy. Rồi mày làm gì được tao? Chị thật quá đáng mà. Trên đời này tôi chưa bao giờ gặp người hách dịch như chị đâu. Bây giờ mày gặp rồi đấy. Rồi làm sao nào? Nói tóm lại ý, là mày có trả tiền không? Bây giờ tôi chưa có tiền. Nhưng mà chị cho tôi nợ, nhất định tôi sẽ quay lại trả. Đợi đến khi mày có ý, thì tao cũng đi theo ông bà không phải rồi. Hay là mày làm cho tao một việc đi, rồi tao sẽ không lấy tiền của mày nữa. Làm việc gì ạ? Tao chỉ muốn hỏi mày một câu, là mày có làm hay không? Được, tôi sẽ làm. Tốt lắm. Đói à? Ăn đi. Đây chẳng phải là cơm chó hay sao? Trông ngu ngu mà cũng thông minh phết nhở. Đúng rồi đấy. Cơm thừa của con chó cho tao đấy. Nếu mày ăn hết chỗ này thì tao sẽ không lấy tiền của mày nữa. Sao nào? Có dám ăn không? Chị mất hết tình người rồi à? Cùng là con người với nhau, tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tao có tiền thì tao có quyền, tao muốn làm gì mà chẳng được. Tao cho mày ăn ý là đối xử với mày tốt lắm rồi đấy. Đúng rồi đấy, mày câm cái móm chó của mày lại đi, có ăn hay không thì bảo. Được, tôi sẽ ăn và tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Sớm muộn gì anh chị cũng phải trả giá mà thôi. Ăn đi, ăn mau nào. Câu để đó tôi ăn cho. Chú Tân, sao chú lại đến đây? Chú đến sao không báo trước anh chị, để anh chị còn tiếp. Em đến đây không phải là để thăm anh chị, mà em đến đây để thấy rõ là bộ mặt thật của anh chị đấy. Chú Tân, chú nói vậy là sao? Chị không hiểu. Chị thôi đi. Vừa rồi anh chị làm gì mà anh chị vẫn còn chưa hiểu sao? Tại sao anh lại bắt cậu em cơm chó? Ấy, chú hiểu nhầm rồi. Là thằng này nó giả nghèo giả khổ vào quán của chị để đục khách của chị đi đấy. Anh chị thôi đi. Em đã biết hết cả rồi. Anh chị đừng có vu oan giáng họa cho người ta nữa. Cô Dương đã kể hết cho em nghe rồi. Dạ, em chào chủ tịch ạ. Chuyện này là sao vậy? Cô nói đi. Chuyện này... Alo, tôi nghe đây. Alo anh à? Anh có thể đến nhà hàng ngay được không ạ? Ở đây anh chị ấy đang bắt nạt và xỉ nhục một người ăn xin anh ạ. Có chuyện như vậy sao? Dạ vâng ạ. Được rồi, tôi tới ngay. Chuyện là vậy đấy. Con khốn này,
Hóa ra mày là người của chú Tân, trà trộn vào đây để thao tóm bọn tao à? Để tao cho mày một trận. Anh thôi đi. Anh có định giở thói côn đồ ở đây à? Anh chỉ thấy người ta khó khăn, nghèo khổ, lại còn bị khuyết tật nữa. Anh chỉ đã không giúp đỡ người ta thì thôi, anh chị còn áp bức, xỉ nhục người ta nữa à? Anh chị còn chút tình người nào nữa không à? Tôi... Còn nữa, chưa hết đâu. Anh chị dám mua nguyên liệu kém chất lượng để về làm thức ăn cho khách hàng, rồi làm báo cáo doanh thu giả để hòng chiếm đoạt lợi nhuận cho riêng mình. Có phải vậy không cô Dương? Dạ, vâng thưa chủ tịch, em đã điều tra và đúng là như vậy ạ. Sao? Bây giờ thì anh chị giải thích sao đây? Chú Tân, anh chị biết sai rồi. Anh chị tham tiền nên mới làm như vậy. Từ giờ anh chị sẽ không làm thế nữa đâu. Phải đấy chú Tân ạ, anh chị biết sai rồi. Chú tha lỗi cho anh chị nhá. Anh chị thôi đi. Anh chị đã từng nghe thấy câu giang sơn dễ đổi, bản tính có giỏi chưa? Tôi không thể nào tha thứ cho anh chị để anh chị tiếp tục làm những việc sai trái như vậy nữa. Anh chị xin chú, anh chị đã hối lỗi rồi. Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Tôi nói cho anh chị biết, ngày xưa tôi thấy anh chị nghèo khó nên muốn giúp đỡ anh chị thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn. Nhưng thật không ngờ, khi anh chị đã có chút kinh tế rồi thì anh chị lại thay lòng đổi dạ, coi thường và sỉ nhục những người nghèo khổ. Anh chị thử nghĩ mà xem, anh chị làm như vậy có được không ạ? Anh chị sai rồi, anh chị có lỗi với chú, đã phụ lòng tin của chú. Bây giờ anh chị nhận ra cái sai của mình ấy, thì đã quá muộn rồi. Anh chị hãy tự về nhà và kiểm điểm lại bản thân mình đi. Tôi xin lỗi, tôi không thể nào giúp đỡ anh chị được nữa. Chú tha lỗi cho anh chị được không? Đáng nghe ra anh chị không nên làm như vậy. Anh chị biết sai rồi, chú cho anh chị cơ hội sửa sai được không? Từ hôm nay tôi sẽ không cho anh chị làm quản lý nhà hàng nữa. Anh chị hãy tự tìm việc và làm đi. Tất cả những gì tôi giúp đỡ anh chị coi như là bàn đạp để anh chị vươn lên sau này. Còn bây giờ ấy, thì mời anh chị đi khỏi đây. Chị cầu xin chú, chú đừng làm thế. Chú mà làm như vậy, anh chị sẽ không biết phải sống sao nữa. Anh chị sống là sao ấy, điều đó phụ thuộc vào con người của anh chị. Hãy cố gắng trở thành con người tốt của xã hội. Đừng cậy mình có chút tiền mà đi coi thường sỉ nhục người khác. Không nói nhiều nữa, mời anh chị đi cho. Chào chú, tôi đi. Cậu này, cậu không sao chứ? Dạ, tôi không sao ạ. Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi ạ. Không có gì đâu, đây là chuyện mà tôi nên làm mà. Tôi thấy cậu nghèo khổ, khó khăn thì tôi phải giúp đỡ cậu chứ. Cảm ơn anh ạ. Những người như anh rất đáng để người khác tôn trọng đấy ạ. Không có gì đâu. À mà đây, từ ngày hôm nay tôi sẽ cho cậu làm nhân viên của quán tôi. Cậu thấy sao? Tôi có nghe nhầm không ạ? Không nhầm đâu. Tôi cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cả đời này tôi sẽ khắc ghi ơn của anh ạ. Không có gì đâu. Nhưng mà chân tôi bị tật thế này thì không biết có làm được không ạ? Mỗi con người sinh ra đều có một số phận riêng. Cậu đã không may mắn nên mới bị như thế này. Vì thế cậu phải cố gắng phấn đấu và vươn lên. Đừng tự ti về bản thân của mình. Cậu hiểu ý tôi chứ? Dạ vâng ạ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không vui lòng của anh ạ. Tốt lắm, cố gắng lên. Tôi tin cậu sẽ làm được. Tôi cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh nhiều ạ. À, cô Dương này, thời gian qua cô đã phải vất vả rồi. Cô có quà tặng cho cô đây. Dạ, em cảm ơn sếp ạ. Không có gì đâu. Đây là sản phẩm viên uống đẹp da dưỡng sắc con My Thick 7D của tập đoàn K1 đấy. Sản phẩm này có nguyên liệu được nhập khẩu trực tiếp từ Pháp, có tác dụng loại bỏ nám, sạm da, tàn nhang, chống lão hóa hiệu quả và giúp cân bằng nội tiết tố nữ đấy. Ôi, sản phẩm có nhiều công dụng tốt như thế này, em cảm ơn sếp nhiều ạ. Không có gì đâu. Thời gian qua cô đã phải vất vả ở đây để theo dõi mọi việc giúp tôi rồi. Cô thấy thương cô
thế tôi mới tặng quà cho cô đấy. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Còn bây giờ, cậu theo tôi vào trong nhà nhá. Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Chắc là cậu cũng đói lắm rồi đấy. Dạ vâng ạ. Em cầm giúp anh. Đi thôi.